Nguyễn Đức Hiển, hỗn danh Nam Mực và sự ngộ nhận về quyền lợi cá nhân của mình. Xin kính chào quý khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin nóng của Hóng Biến TV của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời quý khán thính giả cùng phân tích tại sao Nguyễn Đức Hiển lại ngang nhiên hống hách và ảo tưởng quyền lợi đến như vậy, liệu ô dù của ông ta lớn đến cỡ nào? Nguyễn Đức Hiển là cái tên đang hot nhất nhì trên mạng xã hội. Khi đến, anh xe ôm còn gửi cả tâm thư đầy thâm túy cho Hàn Ni và Đức Hiển. Ông ấy hiện tại đang ngồi trên ghế rất là ngon, là phó tổng biên tập báo Pháp Luật của Thành phố Hồ Chí Minh. Với chức vụ quyền hạn của mình như vậy, Hiển lợi dụng chức danh là phó tổng biên tập để đăng tin bài một chiều định hướng dư luận để thực hiện mục đích cá nhân. Mỗi lần xã hội xảy ra vụ việc thì Hiển lại dùng ngoại bút của mình để bẻ cong sự thật, đánh lạc hướng của dư luận. Hiển căn cứ vào luật báo chí để nói rằng việc anh ta và những người như anh ta đang thực hiện là quyền được luật quy định. Tuy nhiên, điều 25 luật báo chí vào năm 2016 có quy định nhà báo có các nghĩa vụ ngay sau đây: thông tin trung thực về tình hình đất nước và trên thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo vệ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực, đấu tranh phòng chống các tư tưởng, hành vi sai phạm, không được lạm dụng danh nghĩa của nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm luật pháp, phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật hoặc là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm luật pháp, tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tuy nhiên, bị những lợi ích cá nhân làm mờ mắt nên trong quá trình tác nghiệp, Hiển đã lập được bề dày thành tích vết nhơ của mình. Như sau khi sự cố môi trường ở biển miền Trung xảy ra, thì Hiển có đón theo 5 đoàn công tác ra đến Hà Tĩnh, ngồi ăn bốc 5 con mực để mị dân là không có chuyện cá chết. Tuy nhiên, thời gian sau, công ty Formosa đã bồi thường 500 triệu đô la Mỹ cho chính phủ của Việt Nam. Từ đó, hỗn danh Nam Mực của Hiển cũng đã ra đời trong thời điểm đó. Thì Hóng Biến TV xin làm rõ chi tiết để quý vị dễ hiểu hơn nhé. Vào năm 2016, trong các vụ ô nhiễm môi trường, nổi cộm sự cố môi trường biển miền Trung do nước thải công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hay thường gọi là công ty Formosa, đã gây ra cho môi trường biển và được đưa ra đứng xếp đứng đầu. Và có lẽ quý vị cũng chưa quên vụ này, vụ gây ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa lộ ra từ hiện tượng cá chết từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 trên vùng biển Vùng Áng thuộc địa phận xã Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh. Nước thải của nhà máy đã làm nước sông bị ô nhiễm, đổi màu đục và nổi bọt và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Hiện tượng thủy sản chết tràn lan trên diện rộng bắt đầu từ vùng ven biển của Hà Tĩnh, lan tiếp dọc ven bờ biển của các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sự cố này đã gây ra thiệt hại nặng nề về nền kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành thủy hải sản. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và đời sống sinh hoạt của ngư dân. Nguyên nhân gây ra sự cố làm ô nhiễm môi trường và hải sản chết hàng loạt tại các ven biển 4 tỉnh miền Trung đã được xác định là do công ty Formosa gây ra. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, tổ hợp nhà máy đã có những vi phạm để xảy ra sự cố dẫn tới nước thải có chứa độc tố phenolcyanur chưa được xử lý đạt chuẩn mà đã xả thẳng ra môi trường. Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm và xin lỗi chính phủ, nhân dân bồi thường 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng nói là vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, Nguyễn Đức Hiển đã lân la bỏ đò đi theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, lúc bấy giờ là ông Trương Minh Tuấn. Hiện tại ông này đã bị bắt với tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Băng đảng này tổ chức ăn nhậu toàn là cá với mực và nói rằng cá mực Vùng Án vẫn ngon và vẫn an toàn, không bị nhiễm độc, với ngụ ý là bao che cho Formosa không thải độc hại ra biển miền Trung. Khi đó, Nguyễn Đức Hiển là tổng thư ký báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đu càng Trương Minh Tuấn cùng ăn một lúc 5 con mực để bợ đít quang thay. Nhưng ai ngờ đâu, Pháp Luật Liên Minh đến ngày 13 tháng 7, Formosa nhận trách nhiệm xin lỗi chính phủ, nhân dân và bồi thường 500 triệu đô la Mỹ. Từ đó, người đời đặt biệt danh cho Đức Hiển là Nam Mực để chế giễu sự bợ đít quan trên, ăn tiền doanh nghiệp để che giấu tội ác gây ra cho nhân dân vùng biển Vùng Án. Và tiếp theo là do sự sai sót trong một bài viết vào tháng 6 năm 2001. Nên vào tháng 10 năm 2001, ông Hiển bị Bộ Thông tin Truyền thông thu hồi thẻ của nhà báo trong thời hạn là 6 tháng. Đến năm 2002, thì toàn bộ quyết định đã trả lại thẻ nhà báo của ông Hiển. Và tiếp theo là vụ việc báo Đời sống và Pháp Luật
số ra ngày 29 tháng 6 năm 2010 đã có bài viết Sự thật vụ nhà báo tống tiền cảnh sát và vu khống đồng nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp đã nói lên những hành vi vi phạm trong nghề báo của ông Hiển. Về nội dung này thì các bạn cũng đã dành hẳn một video để phân tích. Quý vị có thể xem lại, tìm lại trên kênh. Và trong bài báo viết về Quách Duy, thì Hiển đã cố tình đưa tên các đồng nghiệp để đâm sau lưng những người này. Tuy nhiên, khi những người bị nêu tên gọi điện thoại cho Hiển, thì Hiển đã ngoan ngoãn giữ lại bài viết. Ông ta kêu gọi từ thiện để chiếm trệ số tài khoản cá nhân trên tờ báo pháp luật, Facebook và fanpage trong vòng 20 năm, nhưng tìm bài sao kê của ông ta thì khó như mò kim đáy bể. Chưa hết, ông ta còn lộ tin nhắn có mối quan hệ rất thân thiết với Tấn Thành Cang và Hani. Và khi ông Can bắt đầu bị sơ gáy, ông Hiển và Hani cũng đã ra sức bảo vệ, tay trắng nhưng không thành công. Và sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên, công chúng mới ngã ngửa, sự thật về con người được gán một cái mác đầy hào nhoáng là phó tổng biên tập. Vậy thì theo Điều 25 Luật Báo chí vào năm 2016, thì Nguyễn Đức Hiển hầu như đã vi phạm tất cả quy định về nghĩa vụ của một nhà báo. Chưa kể, ông đã vi phạm thêm điều lệ của đảng viên khi đã cải tạo sang đạo Hồi. Nhưng vẫn khai trong lý lịch của đảng là tôn giáo là không có, và gần đây nhất là vụ drama của bà Phương Hằng. Đức Hiển lại chứng nào tật đấy, thể hiện sự ảo tưởng quyền lực của mình, liên tục vu khống cho bà Phương Hằng và đánh sập báo mạng VOV. Rõ ràng ông ta đang vu khống chụp mũ bà Hằng, đẩy nữ CEO vào tù rồi ăn vạ. Làm đơn kiện ngược lại là vì bà Hằng nhục mạ ông ta. Đây là một chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe thấy. Rồi khi bắt được thủ phạm tấn công VOV, ông ấy tiếp tục liên minh với báo chí, tiếp tục đăng lên những bài báo để chỉ mũi nhọn về bà Phương Hằng. Hiển có tình luận tội rằng chính bà Phương Hằng làm, trong khi Trung tướng Tuân Sô và các cán bộ công an đã khẳng định các đối tượng này tấn công VOV không liên quan gì đến bà Phương Hằng. Vậy liệu rằng ai đã thuê nhóm hacker này và mục đích của chúng là gì? Có liên quan gì đến Đức Hiển hay không? Một câu hỏi rất lớn được đặt ra rằng tại sao sau rất nhiều những lời sai phạm nghiêm trọng, Nguyễn Đức Hiển bây giờ vẫn chiếm trệ ngồi trên phó tổng biên tập báo chí pháp luật của Việt Nam? Liệu rằng ô dù của ông ta to đến như thế nào? Và để xem sau vụ drama của bà Phương Hằng, Đức Hiển có bị trừng phạt, xử phạt hay không? Liệu câu chuyện về tội ác phía sau vẫn chưa được sáng tỏ, có được đưa ra ngoài ánh sáng hay không? Quý khán thính giả, hãy tiếp tục theo dõi kênh Bản tin Hồng Biến TV của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất đến quý khán thính giả khi có được những thông tin nóng hổi nhất.